Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, tiếp tục với lại Cần Câu nhé. Hôm nay cần lăn xê 2 khúc, 3 khúc lâm mà bạo lực, bạo liếc gì ra trong này. Rồi, đầu tiên là một cái cần này rồi sắt. Cần này là cần 2 khúc nha mọi người. Cần 2 khúc nhưng mà cái cần này có tới 2 cái đọt. Đấy, 2 cái đọt, 2 kích cỡ để mọi người có thể tùy chọn cao nhiều thứ nhé. Đọt thứ nhất này. Ok. Đọt này cứng hơn tí này. Đấy. Ok. Đấy, 2 cái đọt. Còn là đọt tháp hết nha mọi người, đọt tháp nối hết nhá. Đấy. Ok. Bát Fuji FS6 này. Dài 2m1, thu vào là 1m08, một cái đọc 1 ly, một cái đọc 1 ly rưỡi. Cân nặng là 160g. Đấy. Giá là 300 thì số 1. Số 1 300. Số 2 là một cây lăn xê 2 khúc của như Shimano à. Chúng ta đấy, Shimano nha mọi người, Shimano. Đấy. Giờ 2m1, 2 khúc này. Đấy. Ok. Có một cái đọt này. Đây, đọt khá là cứng cáp nha mọi người. Cần này có một khuyết điểm đó là một cái khoang. Một cái khoang chỗ này à, khoang thứ nhì tính từ dưới lên của cái lóng lóng ngọn này của cái đọc này là nó bị hư nhá, về mọi người cọc lại cái khoang khác. Cái này đơn giản rồi. Đấy. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 1m08. Đọt 3,2 ly, cân nặng là 410g. Cây này cây số 2, 400. Số 2, 400. Nấu nó vô lấy về cò đút vô mà hơ lại. Số 3. Số 3 là một cây 3 khúc nha mọi người. 3 khúc. Đây. Cái 3 khúc Olympic nha. Cái cần 3 khúc Olympic. Đấy. Cái này thì ngoại hình còn khá là ok. Dài 2m4, thu vào 87cm, đọt 1,7 ly, cân nặng 240g. Đấy. Khoan này. Đấy. Khoan thì hơi hoang tí, về mọi người đánh ra cho nó sạch nha. Đấy. Ok. Đấy, giờ khoan thì mình cũng nói luôn là nó hơi bị hoang nhé. Ok. Ba khúc. Cái này cái số 3. Số 3, 300. Yeah.
Số 4 tiếp tục là một cây 3 khúc. Đây, cây này của TFR nội địa Nhật nha mọi người. Đây, 3 khúc. Khoan bắp còn ok nha mọi người. Khoan bắp còn ok, 3 khúc đọc nó đây. Đấy. Thằng này dài 3 mét, thu vào là 1m05. Đọt của nó là 3,25 ly. Cân nặng là 360 gram. Cái này cây số 4. Số 4, 300. Dưới nó vặn cái nắp là sơn lại cái tay gỗ này. Số 6. Ôi quên, số 5 chứ. Số 5 là một cây cần 3 khúc co lục nha mọi người, 3 khúc co lục của Olympic. 3 khúc co lục của Olympic. Dài 3m3. Cây này thì khoan bát còn ok hết. Bát FX7 này, khoan bát còn ok. Đầu bu á thì nó luôn là cái đầu bu này, cái đoạn đọt chỗ này này, nó bị gãy ngay chỗ đoạn này chỗ này. Người ta dùng cái ống, người ta nối luôn cái đoạn này rồi. Nếu mọi người về không thích ấy, nó chỉ bị gãy ngay đoạn này thôi nha mọi người, gãy ngay đoạn này thôi, nên bây giờ thì người ta làm nó dư ra một đoạn thế này này, dư ra một tí như thế này. Đấy, nếu mọi người không ưng cái này thì mọi người về cắt gọt chỗ này đi, nấu đầu bu xuống đây nhé, nấu đầu bu xuống đây là ok. Đấy, cái này cũng nhìn cũng nguyên zin ok thôi, tại vì nó bị gãy ngay chỗ cái mép của cái đầu bu này mà. Đấy, bát FX7 nè. Cần này dài 3m3, đúng rồi, nó 3m3, vẫn nấu thêm dài 5 phân nữa nè. Thu vào 1m25, đọt 3,7 ly. Cân nặng là 400 gram. Cái này số 5. Số 5, 350 nghìn. Dưới nè, ống dưới nè. Cần ống nhỏ hơn thì ở trên tường. Tay kia, nhìn đây, rút lên đó. Rút đại rồi cắt giữa không được. Rút đại cái thòng xuống dưới này. Tiếp theo, một cây câu lục 3 khúc nữa. Cây này cũng của Olympic nhé. Đấy. Cây này khoan bắp cũng còn ok. Đấy, đọt của nó 3 khúc nha. Đấy, bàn cái này. Cái gì vậy? Dài 3m6, thu vào 1m26. Đọt của nó là 2,6 ly, cân nặng 620 gram. Giá của nó là 350 nghìn. Số 7. Số 6, 350. Đây. Số 7. Tiếp tục là một cây lăng xê đai hoa 21. Đấy, lăng xê đai hoa 21. Cây này thì khoan bát còn ok. Khoan bát ok. Bát Fuji FX6 này. Tìm gì? Đấy, cây này dài 2m1, thu vào là 1m09, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 220 gram. Cây này số 7. Số 7, 300. Số 8. Số 8 là một cây lục 3 khúc nhé. Lục 3 khúc, cây này cũng Olympic luôn.
Hôm nay rất là nhiều cầu lục Olympic nhé. Đấy. Khoan bát còn ok nha mọi người. Đây. Hơi hoang một tí mọi người về đánh nó sập thật. Đọt mà. Ok. Cần này dài 3m6, thu vào 1m29, đọt là 3,1 ly, cân nặng là 600g. Cái này cái số 8. Giá 350. Số 8 350. Số 9 tiếp tục là một cây câu lục 3 khúc. Này. Dài 3m3, thu vào 1m16, đọt 3,7 ly, cân nặng là 560g. Giá của nó là 300. Đấy. Cái này TFR fixing. Đấy, TFR nhé. Khoan bát đều còn ok nha mọi người. Khoan bát đều còn ok. Mày nó tục ở đâu ra ta? Không rõ nhé, cái này tục ở đâu ra đây. Ok. Còn cái đấy để dắt vào để móc lưỡi á. Đây. Rồi, cái cần này cần số số 9 rồi không ta? Số 8. Số 8. Số 8 nha mọi người. Số 8. 300. Số 9. Đây. Số 9 lại một cây lăng xê 2 khúc. Đây. Video này toàn cần phíp thôi nha mọi người, toàn tất cả đều là cần phíp nha mọi người. Đây. Đọc cứng cáp nha mọi người. Đấy. Đây. Khoan Fuji nhé. Dàn khoan Fuji nhé. Đấy. Khoan bát còn ok hết. Đấy. Bát Fuji này. Đấy. FPH 24. Cần này dài 2m4, thu vào là 1m25. Đọt của nó là 2,2 ly, cân nặng là 360g. Giá 500. Cái này cây số 9. Số 9. 500 nha mọi người. Số 10. Số 10 là một cây 3 khúc. 3 khúc này size nhỏ, cũng của Olympic nha mọi người, của Olympic. Đấy. 3 khúc nhưng mà chỉ có 2m4 thôi. Thu vào 86cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng 180g. Đây. Khoan bát còn ok nhé. Này, đọt. Đầu bu chỗ này có vẻ này, đầu bu chỗ này có vẻ hơi bung bung ra, mọi người về lấy sợi cước hay là sợi nhựa cọc chỗ này lại nhé. Cọc cứng chỗ này lại ok, cọc lại nhỏ xí keo và là ok thôi nhé. Đấy. Đây này số 10. Số 10. 270.000. Số 11. Số 11 tiếp theo cũng là một cái cần lăng xê Shimano. Đấy. Cái này lùa biển cũng được. Này,
cây này thì nó rớt mất cái đầu bu, rớt cái đầu bu nha mọi người, rớt đầu bu thôi chứ nó không có bị gãy cái gì, bị rớt cái đầu bu thôi nhé. Đấy. 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 Bát Fuji FX FPS 20 nhé. Càng dài 2m3. 24 ta. 23 thôi. Nói là 23 thôi. À, thu vào là 1m19, độc là 1,7 ly, cân nặng 240 g. Cái này chắc 1m35 á. Chắc 2m35 cỡ 2m35 chứ cũng không đấy 2m3 đâu. Cái này cái số bao nhiêu ta, số 11, số 11 350 nghìn. Số rồi. Tiếp theo số 12 đây là cây câu lục nha mọi người, câu lục rút nhé. Cây này đây, NGK đấy, dàn khoan còn đẹp nha mọi người, khoan Fuji đẹp nhé. Đấy. Hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Bát Fuji FX7 dài 39, thu vào là 89 cm, độc là 2,6 ly, cân nặng 420 g. Cái này còn rất là đẹp. Cái này cây số 12 12 500 nha mọi người. Đây. Lăng xê lua biển. Đây. Cần là hai khúc. Đây. Nó cái nhựa chỉ chỗ này nó hơi bị bung rồi, về mọi người chắc có thể cọc lại cho nó đẹp nhá, cọc lại nhỏ keo rồi cho nó đẹp. Đây. Độc của nó đây. Khoan bát còn ok nha mọi người. Khoan bát còn ok, vẫn còn đá đồ ok. Đấy. Bát Fuji FS6 này. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m09, độc là 1,6 ly, cân nặng 240 g. Này số 13. 13 350 nghìn. Đây, một cây Olympic hai khúc. Phíp nha mọi người, video này toàn cần phíp thôi nhé. Đi nhắc lại. Đấy. Đọc này. Đây. Khoan bát còn ok nhé. Khoan bát còn ok. Bát vặn kim loại nha mọi người, bát vặn kim loại này. Đấy.
Thằng này dài 1m8, thu vào 96cm, độc là 1,69 ly, cân nặng 210g, độc 1,7 ly đó. Cái này số 14, 14 200 nha mọi người. À cái này sorry mọi người, này cái khuyên thứ hai tính từ đầu bu trở xuống này, này nó bị hư nhá, khuyên thứ hai tính từ đầu bu trở xuống nó bị hư nhá. Đấy, mọi người xem kỹ lại giúp mình nhé. Tiếp theo 15 là một cái cần Daiwa. Cần này thì bạo lực nha mọi người, bạo lực này, dài 1m97 á, này bạo lực độc to này, độc to dùng rầm rập luôn nha mọi người, bu là dùng rầm rập luôn đấy, cứng ngắt nha mọi người, cứng đừ luôn. Cái này đang hơi cứng cứng này, này vẫn vặn được nhưng mà hơi rít nhá, về vệ sinh cái là dò mỡ tí nhá. Cần này dài 1m97 này, nguyên bản của nó thu vào 1m01, độc là 5,3 ly, cân nặng là 500g, giá 400 nha mọi người. Đấy, cái này cây số 15 400. Mười sáu tiếp tục là một cây bạo lực nữa. Đây, cây này của Waco nha mọi người. Đây, của Waco. Cây này ngoại hình còn rất là đẹp. Này, nó dài 2m1, thu vào là 1m11, độc là 4,17 ly, cân nặng là 400g nhé. Đấy, 4,17 ly, độc khá là to, cứng nữa, cứng ngắt à. Đây, ok nhau luôn. Đấy, cái này số 16. 16 450. Đây, 17 cây cần 2 khúc, dài 1m75, thu vào là 88cm, độc 2,3 ly, cân nặng 140g, giá 270.000. Nhắc đi nhắc lại là cần trong video này đều là cần phíp nha mọi người, cần phíp nhé. Đấy, độc này, độc thì khá là dễ nhé. Đấy, số 17. 17 270. Đây, 18 là một cây cần lăng xê bạo lực gì đó, tùy mọi người. Cái cần này cần 2 khúc nhưng mà nó có 2 đột nhé, 2 khúc có 2 đột, đột lăng xê này. Đấy, đột lăng xê nhuyễn hơn tí nhé. Đấy, khoan được còn ok luôn, dàn khoan được còn ok nha mọi người. Cây này có bọc nhưng về nó rất là mới nhé. Đột bạo lực này, đột bạo lực này, cứng ngắt luôn nha mọi người. Đấy, dùng khuyên rồng rọc nhé. Đấy, cần này của thằng Ebisu nhé mọi người, Ebisu. Cần này dài 1m8, thu vào là 96cm, độc là một cái là 2,9 ly, một cái là 5,1 ly nha mọi người. Cân nặng á là tương ứng với là 280g và 300g. Đấy, giá của nó là 550.000. Cái này cây số 18. 18 550.000.
Cái gì vậy? Cầm đi. Em mở cái gì mà cầm kìm chết? Ốc vặn không ra. Bỏ vô máy bắn. Thấy? Chặn nó ra chứ có hư ta. Chặn mạnh vô đừng cho nó tuột. Đưa lên coi nè. Đưa lên coi cho. Ốc gì? Ốc này lấy cái đầu bỏ vô bắn như bỏ vô bắn có búa ra. Đợi anh tí, anh quay lên xong cần đi coi. Đây. Tiếp theo là cái cần 4 khúc NFT. Cái này khá là to nha mọi người. Đây, mình rút cho mọi người đây. Đây. Đọt của nó cũng khá là dịu nha. Đọt của nó cũng khá là dịu. Đấy. Ok. Khoan thì cũng bó sát hết. Đây. Có một số nó hơi bung chỉ bung đồ như thế này nha mọi người. Đấy. Đấy. Mọi người về thích thì cắt mấy cái ria ra. Vấn đề. Đấy. Thằng này có 300 thôi. Dài 5.4, thu vào là 1.5, đọt là 2.5 ly, cân nặng là 1 kg 260 g. Đấy. Cái này cái số 19 ra chưa? 19 300. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship code. Và hàng của mình thì đến nơi mọi người được xem, phép xem hàng, kiểm tra hàng cẩn thận rồi trước khi nhận nha mọi người. Đấy, mọi người có gì thì mọi người phải liên hệ với bên mình ngay để giải quyết trước khi nhận hàng. Còn mọi người mà đã nhận hàng rồi mà với báo cho mình bị nào bị kia thì mình sẽ không giải quyết đâu nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.